Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với hai mục sư. Hai mục sư đến từ North Carolina. Người mục sư đầu tiên ngồi bên cạnh chúng tôi là mục sư Paulo Nguyễn Quý Hùng, và kế bên mục sư Hùng là mục sư Võ Đức Ánh. Đây là hai vị mục sư đến vùng thủ đô Hoa Thành Đốn ghé qua SBTN sau khi có một chuyến viếng thăm rất là đặc biệt, tiễn biệt người tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Cũng thành thật mà nói, đường xá xa xôi, đứng đợi rất là lâu ở ngoài để mới được vào trong. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi để nhằm tìm hiểu về những cái cảm nghĩ, những cái quyết định quan trọng nào đã khiến cho các mục sư đã có một cái chuyến đi rất là xa. Và tối hôm nay, tức là chúng tôi thực hiện cái này là sau khi các mục sư đã đến Capitol Hill và về lại SBTN. Do đó nên tối ngày tối hôm nay là các mục sư là quyết định để về liền. Do đó một cái chương trình rất là ngắn ngủi trong một cái ngày thật là dài và lạnh ở tại Hoa Thành Đốn. Do đó nên tại phòng thu hình chúng tôi rất là vui được tiếp xúc mục sư Hùng. Dạ, xin được chào mục sư. Dạ, kính chào ông giám đốc của đài SBTN. Dạ, xin chào mục sư Ánh. Xin chào. Trước hết thì có thể chia sẻ như vậy là khi mà chúng ta từ ở North Carolina quyết định đi như vậy đó, thì những cái yếu tố gì mà đã quyết định mục sư Hùng và tất cả những người trong phái đoàn để mà quyết định để đi DC? Dạ, thưa mục sư. Kính chào quý vị thân thương của chúng tôi. Cái yếu tố quan trọng là chúng tôi đi để cái tỏ lòng biết ơn vị tổng thống tài đức đã phục vụ quê hương này. Trong đó có chúng tôi. Dạ. Và mục sư Ánh thì cái lý do của mục sư Ánh là có những cái cảm tình đặc biệt riêng. Lúc mà thở sinh tiền của tổng thống George W. Bush thì có cái gì đặc biệt không vậy, thưa mục sư Ánh? Có rất là đặc biệt khi mà mỗi lần mà đi vận động đó thì tổng thống có đến Greensboro ở Country Club, mà tôi là người làm giường ở của cái Country Club đó, làm trong cái nhà của bà Kathy đó. Nên nhà mỗi lần đó thì tôi gặp ổng thì tôi rất là sợ, tôi rất là run. Nên và tôi cũng có cảm tình với đảng Cộng Hòa. Lý do đó mà tôi quyết định đi để lên nhà, thứ nhất là tiễn ông lần cuối, và cũng có những người già ở trong hội thánh họ cũng muốn đi đến Washington DC để mà biết cái thủ đô như thế nào. Cảm ơn Chúa thì Chúa cho tôi được có cơ hội phục vụ được những mấy người già để họ đi đến Washington DC để biết được cái thủ đô Washington. Và kính thưa quý vị, phải nói rằng ngày hôm nay trời ở thủ đô Hoa Thành Đốn rất là lạnh. Nhưng mà cái đợi đó thì cũng không có lâu lắm, chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ là vào được bên trong. Nhưng mà khi vào được bên trong rồi đó, mục sư có thấy cái điều gì nhiệm màu không? Có rất nhiều điều. Và tôi tin rằng chỉ những người đã có công, có đức, có lòng với đồng bào trong khi ông làm tổng thống. Cho nên nhiều người, cái đời của chúng tôi vào đó là trẻ già và có em bé khoảng nhiều già 3 tháng nữa. Và chúng tôi thấy là ông bớt con á, có bồng cái cháu đó mà đưa lên. Thì điều đó nói lên là cái lòng mến phục của dân chúng khắp nơi đã đến để tỏ cái lòng coi như biết ơn và tỏ cái lòng kính phục những người tài đức đã phục vụ cho quê hương, cho xứ sở. Và tôi tin rằng những người khác cũng có cái lòng đó, nhưng mà không có cơ hội để đến, không có cơ hội để bước vào, nhưng mà lòng của họ vẫn hướng về những ngày này, và nếu có niềm tin thì họ cầu nguyện cho gia đình tan quyến của tổng thống của chúng ta. Và mục sư Ánh đã có dịp gặp tổng thống Bush cha lúc còn sống, và hôm nay ở tại tang lễ của tổng thống Bush cha, mục sư Ánh có cơ hội nào gặp tổng thống Bush con không? Dạ có. Cảm ơn Chúa thì đây cũng là một phép lạ. Chúng tôi đi rất là xa và đi cũng đi vô đúng lúc thì chúng tôi gặp được ba thế hệ của tổng thống Bush, rồi tới
coi như là các ông, con ông tổng thống con yeah. và ông thống đốc phong mục sư ông Jeb Bush Jeb Bush. Yeah. Và mấy đứa cháu nữa yeah. thì cảm ơn Chúa thì là tôi được bắt ta từ ba dòng họ ba dòng ba thế hệ dạ yeah. Tức là cái hình ảnh đó, kính thưa quý vị, hình ảnh đó chúng tôi cũng được mục sư gửi qua, đó là một cái YouTube trong hình ảnh mà chụp thì chúng tôi cũng gửi lên cho quý vị thấy đó. Đó là phái đoàn của mục sư Hùng, mục sư Ánh đã có dịp được bắt tay với lại tổng thống Bush. Hiện nay đó là gia đình còn đang ở Washington DC thì sẽ chờ tới ngày mai và sẽ có một cái buổi lễ rất là lớn và thứ năm sẽ cùng với lại cái linh cữu của casket của tổng thống Bush cha để mời về trở lại Houston. Thêm một cái phần này thì trong khi chúng tôi có dịp bắt tay với bích con hoặc ông Jeff hoặc người em của ông á yeah. thì tôi chỉ nói một câu yeah. là tôi biết ơn gia đình ông đã phục vụ quê hương này yeah. trong đó có chúng tôi và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của ông. Yeah. Thứ đến gặp ông Jeff tôi hỏi là khi nào ông trở thành president của Mỹ. Yeah. Ông ta cười và trả lời cách nhẹ nhàng. Yeah. À, cái cuối cùng tôi nói rằng God plan for you. Yeah. Yeah. Xin được cảm ơn hai mục sư rất là nhiều đã dành thời giờ cho cái chương trình ngày hôm nay để mà chúng ta nhìn lại một cái sự đón tiếp của những nhân viên của Capitol Hill đã dành cho những người đi thăm viếng và mục sư cũng đã dành nhiều thời gian thì cầu chúc và cầu chúc cho hai mục sư lên đường trở lại North Carolina bình yên và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại tại thủ đô Hoa Thành Đốn trong một cái dịp khác. Yeah. Cảm ơn giám đốc cũng như quý nhân viên trong đài SBTN đã hết lòng phục vụ cộng đồng yeah. và nhờ đó người Việt Nam chúng ta có được những tin tức, những sinh hoạt để bảo tồn văn hóa Việt Nam chúng ta trong khi sống tha hương. Yeah. Xin được cảm ơn mục sư anh. Yeah. Yeah. À, kính thưa quý vị, như quý vị biết là vào ngày tối hôm qua, trước tối ngày hôm nay, tức là tối ngày thứ ba, đó là tối ngày thứ hai thì chúng tôi cũng ở tại Capitol Hill. Thì cái chương trình mà chúng ta đợi để mà đi vào bên trong để mà thăm được cái linh cữu của Tổng thống George Bush đó, thì cũng phải mất tới 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngày hôm nay thì các mục sư phải mất phải trên 3 tiếng. Và chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta ra về đó, thì có một cái tấm hình để làm kỷ niệm. Thì cái hình kỷ niệm đó, đó là cái hình ảnh của Tổng thống Bush. Và bên ở phía sau của cái tấm hình đó là để những cái nét quan trọng trong những cái cuộc đời của Tổng thống Bush. Thì tương tự như vậy thì chúng tôi cũng may mắn có được cái tấm hình như vậy ngày hôm qua và các mục sư cũng có được ở đây. Và riêng chúng tôi năm 2004 thì chúng tôi cũng còn giữ được cái tấm hình của Tổng thống Reagan khi mà chúng tôi đi thăm để mà tiễn biệt Tổng thống Reagan. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai mục sư rất nhiều và xin được có dịp gặp lại hai mục sư. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Xin chào. Yeah. Xin kính chào quý vị. Hy vọng gặp lại quý vị.